bình tinh gọi việt hương là đại ân nhân vì lo lắng phút cuối đời của mẹ em đã cạn lời bình tinh chính thức có những lời cảm ơn sâu sắc đến đến vợ chồng việt hương khi đã giúp nữ nghệ sĩ bạch mai về nơi an nghỉ vừa qua câu chuyện vợ chồng việt hương đưa nghệ sĩ bạch mai về nhà trong đêm sau khi ra đi đã nhận được rất nhiều sự chú ý trải qua những ngày đau buồn bình tinh đã có lời cảm ơn đến vợ chồng nữ nghệ sĩ vì đã tiễn mẹ một đoạn đường cuối bình tinh gọi vợ chồng việt hương là đại ân nhân khi đã tiễn mẹ một đoạn đường cuối ảnh chụp màn hình trên trang cá nhân của Bình Tinh chia sẻ những lời nhắn xúc động gửi đến Việt Hương, người chị không thân thiết nhưng lại hết lòng giúp đỡ cho gia đình, cô gọi cặp vợ chồng này là đại ân nhân. Bình Tinh viết, chị ơi, đại ân nhân của em ơi, em biết nói sao với anh chị đây anh Hoài Phương, chị Việt Hương ơi, lo lắng tất cả cho mẹ rồi. Giờ luôn cả việc thay mẹ con em gửi đến nhà xác bệnh viện những nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ sức cho các nhân viên tại đó cũng như những nhân viên đội thiện nguyện đã hết lòng lo lắng cho mẹ Bạch Mai của em đến con đường cuối cùng. Nữ nghệ sĩ vừa gửi thêm nhu yếu phẩm cho nhà tang lễ. Anh, chụp màn hình, em khóc vì mẹ chưa đủ, em tiếp tục rơi nước mắt vì chị, một người chị không rột rà thân thuộc, trăm công nghìn việc đủ các thứ trên đời, mà luôn hướng về đứa em này. Chỉ với một câu nói, chị thương ai họ Huỳnh lắm, mà hữu duyên em lại họ Huỳnh. Sau những mất mát, người thân nghệ sĩ Bình Tinh đã xin theo Việt Hương đi làm từ thiện để hồi hướng công đức cho mẹ nhưng nữ danh hài không cho và khuyên rằng, lo mẹ đi, bình tĩnh, 49 ngày mình hồi hướng cho mẹ hé. Sau đó đi một chuỗi với chị. Bên cạnh đó Việt Hương cũng cho mì, sữa cho những tình nguyện viên đang phục vụ trong nhà tang lễ. Trước những tình cảm mà Việt Hương dành cho Bình Tinh và gia đình, nữ nghệ sĩ gọi cặp vợ chồng này là đại ân nhân và cầu bình an để họ có thể giúp được nhiều người khó khăn hơn. Cách đây không lâu, ngay khi nhận được tin nghệ sĩ Bạch Mai ra đi, vợ chồng Việt Hương đã không ngại đi xe trong đêm đưa cố nghệ sĩ về với con cháu. Sau hậu sự, Việt Hương đã dành tặng số lượng lớn nước rửa tay cho nhân viên nhà tang lễ, sắp xếp ổn thỏa mọi công việc cho gia đình Bình Tinh sau khi chịu nhiều cú sốc tinh thần thời gian qua dù không thân thuộc nhưng việt hương vẫn hết lòng giúp đỡ đàn em khi đi cùng xe đến đưa nghệ sĩ bạch mai về việt hương chia sẻ mấy hôm nay cô đã tưởng đẩy lùi được bệnh rồi thì hôm nay đột ngột ra đi mới gần đây hai người em của nghệ sĩ bạch mai là nghệ sĩ kim phượng và nhạc sĩ thanh châu không qua khỏi biết đây sẽ là cú sốc rất lớn với bình tinh nên việt hương muốn đích thân chạy tới bệnh viện để lo đưa thi hài của cô bạch mai về với gia đình sớm nhất xin chia buồn cùng nghệ sĩ bình tinh và gia đình vợ chồng nữ nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết cảm giác mang ơn và giúp đỡ một người quý giá như thế nào trong trường hợp của bình tinh thì đây chính là đại ân nhân vì đã đưa mẹ nữ nghệ sĩ một con đường cuối đầy khó khăn bình tinh gục ngã bên đường ôm chặt di ảnh của mẹ trong vòng một tháng đại gia tộc họ huỳnh đã chứng kiến sự ra đi của ba nghệ sĩ cải lương tuồng cổ nổi tiếng bình tinh liên tiếp đón nhận tin cậu gì và hiện tại là mẹ không còn nữ nghệ sĩ chịu không nổi cú sốc tinh thần trong ngày đưa tang hình ảnh bình tinh thất thần ngồi gục bên lề đường ôm chặt di ảnh của mẹ trong bộ đồ bảo hộ khiến nhiều người chạy lòng. Mất người thân đã là một điều đau lòng nhưng những người yêu thương ra đi trong thời điểm này khiến nhiều người không nhìn được lần cuối cùng. Trải qua ba cú sốc chỉ trong một tháng, Bình Tinh nhận thấy bản thân không còn đủ mạnh mẽ nhưng vẫn mong muốn được đi theo Việt Hương làm từ thiện. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!